khỏe. Còn em đi một mình nhẹ tênh mà không biết gì đâu. Thế nó đổ đi đâu, đi đâu đi ra khỏi thang máy, đi ra khỏi thang máy thôi, đứng lên để cho người thành một quay đoạn và cái cửa nó khép lại thì mình chờ được thang máy mới thôi, hiểu không? Rồi chưa quay, cứ thế quay nhá.